Rockweller GV con của Siro ngày hôm nay. Mấy hôm rồi mới có một cái video để cho mọi người ngắm cún con. Thì mấy em cún mà đã về với chủ thì đều đã quen nhà mới. Và bước đầu thì các chủ đều rất hài lòng với lại các em cún. Rồi hôm nay sẽ quay mấy em cún con của Siro để cho mọi người ngắm. Em dây nâu, đực nâu là có lịch về thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn đây là đực đen. Đực đen cái tím, đây là đực đen. Đực đen thì lịch về Hải Phòng đã thay đổi. Đã đổi lịch không về Hải Phòng nữa. Sự thay đổi vào phút chót. Một sự thay đổi vào phút chót khi mà em không có duyên về thành phố Hải Phòng. Rồi. Đó. Cái hồng này, đực nâu này. Rồi, cho đứa nào đứa đây ăn. Cái đỏ này. Rồi. Ok, cái tím này. Mọi người sẽ thấy chúng nó không có một tiếng kêu luôn, không đòi hỏi, không gì sất. Chờ, tất cả đều rất biết điều, biết chờ dù nó còn nhỏ. Và cái này thì chưa có dạy gì cả, từ lần đầu tiên thì chúng nó sẽ biết rồi. Vì đấy là qua những cái tiếp xúc hàng ngày với con chó thì hắng giọng là chúng nó biết. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ vòng theo vòng ngược lại. Nào, cái tím này. Rồi. Cái đỏ, đỏ. Ok. Đực nâu. Rồi, con đực với con cái bây giờ là nhìn nó sẽ có độ hơi khác nhau một tí rồi. Cái hồng. Con đực bây giờ nhìn cái mặt của nó nhìn trông có vẻ là nó sẽ to hơn một chút so với con cái. Đó. Đây thì mỗi con nó đang đứng ở một cái góc thành ra là nhìn nó sẽ không thấy có cái độ rõ nét của nó. Rồi, tím này, cái này. Đỏ này. Cái tím thì nhiều người hỏi lắm nhưng mà chưa có chủ chốt được. Cái tím thì to con, bây giờ nó to con đấy. Hồng này. Hồng với đỏ thì có chủ. Tím này, tím hôm nay to con lắm rồi. Cái đỏ này. Đực nâu này, thành phố Hồ Chí Minh này. Cái hồng này. Đực đen này. Ý, hụt Hải Phòng. Bị hụt. Ừ, nhìn mặt đấy. Nào con tím kia, cào vào mặt nó thế. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy cái mặt của chúng nó rất là giống nhau luôn. Mà ở trong máy quay này này nhìn nó không đẹp bằng con chó bên ngoài đâu, chắc chắn. Như mình đã từng nói ở video và có hỏi lại cũng hỏi lại các chủ của bắt mấy cái con trước. Tất cả mọi người đều nói là con chó ở bên ngoài đẹp hơn con chó ở trong video. Ừ. Không hiểu sao là cái độ góc cạnh của con chó ở trong cái máy quay này nó quay với cái cam thường nó không có được nét như ở bên ngoài. Ừ. Đây đang cho cái đồ ăn vào trong cái hộp chibi, vỏ hộp chibi. Ừ. Đó. Đó. Đấy, hôm nay thì cho nó to hơn hẳn rồi đấy. Hôm nay này nó gác chân lên cái nan này là nó bị thừa rồi, gác bị thừa. Ok, phát quả tiếp. Nè. Màu mảng của cái đàn này thì màu rất là cháy. Con đực nâu này là gần như là ở chân của nó chỉ có mảng vàng.
Rồi, phát từ con ở giữa trước. Đỏ này. Tím này. Yên tâm đứa nào cũng có phần. Khoan, hồng. Rồi. Nuốt nha, đen này. Không một tiếng kêu, chỉ nghe thấy tiếng chó thở thôi. Chỉ nghe thấy tiếng chó thở nhưng mà không phải là, không phải là chúng nó không sủa đâu nhá. Nhớ cái em cái đầu tiên, em cái đầu tiên là em dây hồng đậm. Khi mà chủ đến đón cún thì lúc đấy là đón nó sớm, là cái con chó nó còn nhỏ thôi. Nhưng mà nghĩ là đơn giản là con chó để vì ngồi ngay ở trong cùng trong phòng luôn. Thế là nghĩ là con chó nó để ở nó ở trong cái lồng một cái thùng, như một cái thùng nhựa kiểu thùng hoa quả, nghĩ là để nó ở trong đấy là ra bế được ngay. Thế là em chủ cún em mới ra em mới bế, mà mọi người biết không, ra bế nó là nó quay lại nó gừ nó dọa nhá, nó không cho bế. Tức là vì lúc đấy là vẫn đang là người lạ với nó, dù con chó nó còn rất nhỏ thôi, nó gừ nó dọa nó không cho bế. Thế mình mới bảo là thôi để nó xuống bên dưới lại, để về chỗ cũ, để về chỗ cũ rồi mình bế nó. Mình mới bế con chó và mình đưa con chó đấy cho em đấy, cho em chủ đấy em bế. Thì mọi người biết thái độ nó khác ngay, nó cho bế ngay, nó gọi là nó ngoan như con cún con luôn. Đấy là cái thực tế nhá. Mà nghĩ là khi mà hai người cùng ngồi ở đấy, nghĩ là nói chuyện một lúc rồi thì nghĩ là con chó nó quen rồi và nghĩ nó là con chó con, thò tay bế nó là sẽ được. Nhưng không, không đơn giản như thế. Không phải là chủ nó đưa cho, đưa tay cho, mà thò tay vào bế là nó gừ nó dọa, nó dọa cắn nhá, chứ không phải là nó là ở cái diện đe dọa thôi, chứ nó không có cắn, nhưng mà nó ở cái, nó có gừ dọa. Nhưng mà đấy, sau đấy là khi mà mình bảo bỏ nó lại về chỗ cũ rồi mình bế nó, mình đưa cho, thì nó lại ngồi yên cho bế để cho chụp hình. Ý, chúng nó nhìn thế này thôi, cho nên là mọi người thấy ở đây này, chúng nó rất là ngoan này, không có con nào kêu bất kỳ một tiếng nào luôn này, chỉ có nghe thấy tiếng chó thở và ở đằng sau thì chỉ có thấy chó vẫy đuôi để xin ăn thôi nhá. Là nghĩ là chúng nó đừng nghĩ là chúng nó gọi là chúng nó theo cái kiểu này chúng nó hiền nhá, không phải đâu, chúng nó biết điều, chúng nó lành thôi, rất là lành. Nhưng mà không phải là chúng nó không biết cắn đâu, tức là chúng nó sẽ không chủ động chúng nó cắn đâu. Nhưng mà nếu mà chủ động khiêu khích chúng nó thì chúng nó sẽ có cái đáp trả đấy. Chứ nhìn nó thế này thôi, với chủ thì con chó nó rất là ngoan, nó rất là tuân thủ. Nhưng mà nếu mà không phải chủ thì nó từ bé này nó đã gừ nó dọa rồi, chứ không phải là... Và đấy là cái thực tế ở trong cái con cún cái nhỏ ở trong cái đàn này, là cái con dây hồng. Khi mà đưa đến, khi mà chủ nó đến đón, mình không bế nó mà chủ nó vào, chủ nó định bế ngay là nó dọa ngay. Nó gừ nó dọa luôn, nó gừ nhá. Đấy là cái thực tế đấy. Nhưng mà tất cả chúng nó đều sẽ như thế thôi, cứ chắc chắn một điều như thế. Nếu không phải là mình bế chúng nó mà mình đưa cho mọi người, mà mọi người thấy con chó mọi người nhau và mọi người định bế ngay, thì chúng nó sẽ không chịu để cho mọi người bế. Bởi vì với chúng nó là mọi người còn đang là người lạ. Còn khi mà mình bế chúng nó rồi mình đưa cho mọi người thì chúng nó lại ok, vì là chúng nó tuân thủ cái điều việc mình làm, nên là chúng nó rất là tuân thủ chủ. Nên ở đây là nhìn chúng nó không kêu tiếng nào đâu, nhưng mà không phải là nhìn thấy chúng nó không kêu tiếng nào không có nghĩa là chúng nó không cắn, không có nghĩa là chúng nó không sủa nhá. Người ta gọi là chó không sủa mới là chó cắn, mà chó sủa là chó không cắn đấy. Tức là cái về cái bản lĩnh của con chó ấy, những cái con nào mà nó càng tự tin thì nó càng ít sủa, là còn cái con nào mà nó nhát thì nó lại sủa nhiều. Mọi người, và khi mà con chó nó tuân thủ thì nó sẽ không có, nó không theo cái, nó chỉ có xin thôi chứ nó không có đòi.
đấy là cái độ thuần chủ. Gần đây thì mới nghe thấy tin về cái vụ con chó pitbull. Con chó pitbull nó tấn công người nhà mà ghê quá. Cái giống chó pitbull như mình vẫn nói, nó không phải là cái giống chó phù hợp để nuôi gia đình. Có rất nhiều giống chó khác cũng không phù hợp để nuôi gia đình đâu. Cái con chó nuôi gia đình nó phải là cái con chó tính cách nó phải thuần người 100%. Như con rốt này nó còn đang kén người nuôi nhá, chứ không phải là con rốt này nó là một con chó nuôi gia đình này, rất là hợp này, nhưng mà nó còn kén người nuôi, chứ không phải là ai cũng nuôi nó cũng tốt đâu. Cái con rốt này nó phù hợp với những cái người mà người chủ nó phải bản lĩnh một chút, tính cách của người chủ phải có độ bản lĩnh một chút. Tức là những cái người mình theo mình ấy, thì là cái người phù hợp nuôi con rốt ấy, là những cái người mà tính cách của người chủ cũng là một cái tính cách gọi là điềm đạm, nhưng mà vẫn có độ quyết liệt. Tức là điềm đạm nhưng mà vẫn có độ quyết liệt nhé. Điềm đạm nhưng mà có cái sự nhiệt tình. Đấy, mình hiểu này như thế. Thì nó sẽ phù hợp với cái con rốt này. Vì đôi khi có những lúc là mình cần phải nắn nó, có những lúc là mình phải cần phải nắn con chó. Và con chó nó rất là to. Dù nhá là con chó nó rất là ngoan, nhưng mà khi mà mọi người thấy con chó to và mọi người không có một cái độ gọi là dạn, gọi là bản lĩnh, gần gũi hay là này kia ấy, thì mọi người có thể mọi người vẫn rón rén. Người ta gọi là vẫn bị cóng. Còn khi mà mọi người mà nuôi mà mọi người không bị cóng vì bản thân này. Cái con chó bây giờ giả sử như bây giờ nó khoảng tầm 9-10 cân, nhưng nó là con chó con thôi. Răng của nó còn đang răng sữa này thì có cái gì mà phải ngại. Đó. Thế khi đón về thì có con chó dù nó có to hơn một tí rồi, nhưng mình nuôi nó từ bé này, từ bé mình đã gần nó rồi, mình thì sao mình phải ngại cái gì. Nhưng với cái tiền đề là cái con chó là nó thuần người nhá. Như bọn này thì nó rất là thuần người. Đó, nó từ bé luôn. Ok thôi, hết rồi. Anh phải bẻ ra gì đấy. Thôi, chuyện thôi hồi cho mọi người ngắm con cún tí. Này, đen này. Vừa cho nó nghịch bẩn cho nên là phải lôi hai con ra tắm, là con dây đen này và con cái dây tím này, con đực đen và con cái tím, là hai con phải tắm nên là lông người của nó còn đang dính dính thế này. Đấy. Nghịch quá. Con đen là vừa là lông đầu nó ướt, bây giờ lông đầu nó khô hơn rồi. Đó. Nhìn cái mặt của nó nhìn trông vẫn nét luôn. Trong mấy con này thì có con cái hồng này cũng là cái con về sau nó là con theo kiểu hộp mõm to này. Tím này, tím cực kỳ lanh chó luôn. Con tím rất lanh. Con nâu này thì màu mảng là nét nhất này, cháy nhất. Đực nâu này. Đực đen này thì bản lĩnh đại ca, bản lĩnh của đại ca. Cái hồng này, cái đỏ này. Ý. Ok, xin chào mọi người. Siro ra đây nào. Siro. Siro ra đây. Siro đâu? Ra đây anh xoa tí nào. Siro, ra anh xoa tí. Đây, mẹ Siro đây. Và các con này. Bây giờ các con thì cũng to lắm rồi. Đấy. Rồi, ok, ngồi xuống thế. Để mẹ với con là chung một khung hình nào. Nào, con nâu đâu? Tất cả nhìn vào đây. Mẹ con vào một khung hình. Con đen nó lại chạy rồi. Nhìn đây mà. Hey. Ok nào. Ok, nhìn đây. Con kia nó lại chuồn rồi. Thôi được rồi. Con này chuồn quá nhỉ. Nào, tất cả nhìn vào đây. Tất cả nhìn vào đây nào. Đen đâu? Đen. Đen đâu? Đen. Này. Cho mỗi con thêm một miếng nữa này. Để cho nó tập trung vào chuyên môn này. Ok, tất cả nhìn vào đây. Cả mẹ Siro nữa. Và cả các con.
Nào tập trung. 2 3 nào. Thằng kia vẫn ăn, vẫn chưa xong. Thằng kia là thằng phá phá chụp hình rồi. Ok, chắc là cũng phải có được một cái hình rồi. Chắc là phải có một cái hình đẹp rồi. À, ưu tiên cho con tím này. Chết. Hết rồi, thôi cho mẹ siro ăn đi. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhá.